Xin chào các bác, xin chào tất cả anh em chơi cây bonsai mini. Hiện tại thì là mình kênh của mình là kênh chim cò các bạn ạ, nhưng mà thực ra là mình cũng rất là yêu thích cái bonsai, bởi vì là nhà mà coi như là nhà con người ấy, mà ở muốn đẹp hay không là phải có cây này, đá, cá, chim các bạn ạ. Cá thì mình có rồi đấy, thì hôm nay mình lại cả mình có cả cây nữa, cây là đầu tiên. Mình với mình cây là đầu tiên, xong mới đến cây đá, đá thì mình cũng có một ít thôi. Và sau đây là những cái cây là rất độc và lạ đấy, cho anh em chơi. Rồi, thứ nhất là hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn là bonsai mini ạ. Vâng. Đây. Mình sẽ xin liên quan ở đây cho các bạn xem này. Đây là cây dâu bonsai mini của mình đây ạ. Đấy. Cây này thì mình mới đánh được cũng lâu rồi và mình trồng lên, các bạn nhìn đất với cả các thứ đây thì mình cũng muốn giới thiệu cho anh em. Cây này chưa ngồi đá nhiều đúng không? Cây này chưa ngồi đá được, bây giờ hôm nào mình sẽ phải thêm chơm đá vào đây nữa các bạn ạ. Chưa ngồi đá được đây, anh em xem đây, quả nó rất là đẹp đây. Mình đây là mới tỉa xong rồi, vẫn phải để cho với cái lá để nó thở. Đấy. Đấy các bạn xem đây nha, mình sẽ quay cho các bạn này. Đấy. Ông có nói về đâu tự uốn đấy các bạn ạ. Đây là cây toàn cây tự mình uốn, tự mình đánh, tự mình trồng hết nhá. Không có cây nào phải đi mua cả. Có một số cây phải đi mua, nhưng mà một số cây thì là mình toàn mình tự đánh thôi. Đấy, ví dụ như kiểu các cái cây như kiểu ngoài Bắc mình, như kiểu cây linh san mình không có thì mình phải đi mua. Với hai nữa là cây sim thì mình cũng phải tự đi đánh. Đấy, đây là cây dâu các bạn nhá. Bây giờ anh quay lại cho em một lần nữa để em quay vòng tròn cho anh em xem. Đây. Đẹp. Mình không có cái bàn xoay nên là mình mới ấy rồi. Này thêm ngồi thêm vài viên đá sần sù nữa này. Rồi, nào mình sẽ cho thêm vài viên đá sần sù vào đây nữa. Thì là để nó ok. Đây là thứ nhất là cây dâu mini này. Và hai nữa là mình có rất nhiều cây dâu mini các bạn. Cây này nữa, cây này thì mình mới tạo dáng này. Cây này thì mình vừa mới sang bồn thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn còn hơi xấu nên là thôi thì cứ cho anh em xem hết. Có nghĩa là ông văn hóa Việt này, ông thích cái cây độc lạ là kiểu cây độc lạ. Người ta chơi gọi là sung si rồi các kiểu nhỉ. Các kiểu đúng không? Nhưng mà ông này ông chơi dâu tằm. để mình lấy cái bấm ở đây, bấm đây. Bấm cái cành này đi. Đây. Bấm cái cây cành này đi cho anh em này. Đấy, bấm đi, bởi vì là mình chơi cây này nó thì thế thôi. Bây giờ nó lên. Đấy, đây là cây này rất là nhiều quả luôn. Và các bạn ạ, đây cái cây này thì là nó bị vỡ cái này rồi. Nó bị vỡ trước ở cái cây này là nó rất là đẹp các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang ghép cái cây này với cả cái lũa này. Đây là các bạn xem này, từ chỗ đây nhá. Quá là hợp lý. Lũa này thế này rất là hợp lý đây. Đấy, mình đã ghép vào đây. Đấy, bây giờ cho anh em xem là thưởng thức nhá. Đấy. Đấy. Đẹp phết đấy. Cái này mà làm nước chè ngồi uống là bình với cái dâu tằm. Đấy. Đây quả luôn các bạn ạ. Đây là cho anh em xem là đấy. Mình cắt tỉa bớt đi. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị mình tỉa bớt này đi và mình xoay cho anh em xem nhá. Bây giờ xoay tiếp này. Đấy. Đấy. Quả rất là sai nhá. Quả đây này các bạn nhìn này, quả. Đấy. Trơn quá, hơi trơn, mưa hơi trơn. Đấy, anh em xem nhá. Mình không có cái bàn xoay các bạn. Đấy. Đây anh quay vào cho người ta xem cái lũa này. Rồi. Vào hình hết rồi. Đấy. Thế nhá. Đẹp. Thứ hai nữa là cây sim các bạn ơi. Đưa cho anh em xem lũ cây dâu ở đi xưa đây. Có hai siêu phẩm. Có hai siêu phẩm đây. Đây siêu phẩm này trước đi. Cây này các bạn ơi. Cây này là cây. Cây này là mình đánh ở quê mình xin người ta. Đây này thì mình cũng ấm ớt đi. Đấy. Đây là cây dâu này, rất là nhiều quả luôn các bạn xem này. Đây này thì là mình xin ở quê lên thôi, nhưng mà bây giờ mình hiện tại mình trồng nó ra đây đã, mình chưa tạo được dáng cho nó. Nên là nó hơi ấy, nhưng mà thôi cứ để mộc mạc này thì là cũng rất là đẹp đúng không? À và giới thiệu anh em thêm anh em nữa là đây là cây linh san của mình đây. Đây. Hai tác phẩm của mình đấy. Đây để bàn trà thì tuyệt vời. Đây để đá bàn trà đây. Đấy. Anh em nha. Đấy. Ở đây cây dâu đây nữa anh ơi. Cây này thì là em chưa tỉa đâu. Đấy, đây này. Ừ. Quả rất là nhiều luôn. Đấy, thu hoạch hết toàn bộ chỗ này được một bình đấy các bạn. Được bình rượu ấy. Anh em mình lại ta lại rực rỡ thôi đấy. Còn đây các bạn ơi.
Đây cho xem một cái cây nữa. Đây là cây này này. Mai kia mình sẽ có cái thời gian ấy thì mình sẽ tỉa hết tất tần tật. Đây là thứ nhất là mình sẽ tỉa một số cành này đi. Đó. Không để nó dài quá. Đây là để nó dài quá thì mình phải cắt bớt đi thôi. Các bạn. Quả nó lại ra lần nữa này các bạn này. Cái lá dâu rồi làm thuốc rồi. Làm thuốc phải cho tằm ăn, nói chung là dâu rất nhiều công dụng các bạn. Mà trồng dâu coi như là có cái để đuổi ta đuổi ma nữa không? Mẹ đang quay video một cái ông quách kinh quá nhỉ. Đấy. Mấy ông chim ông quanh. Các bạn ơi, đây là các bạn nhìn này cái bộ cây này của mình ấy. Là thứ nhất là cái bộ rễ là các bạn xem này, chủ yếu là quan trọng là cái bộ rễ này thôi. Bộ rễ và này. Nó đã lũa chỗ này rồi. Đây là mình về mình trồng mình phải ép nó như thế này, mai kia là mình sẽ đục hết cái chỗ toàn bộ cái chỗ này thân lũa này lên. Mình để một số cái tán ở trên này và mình sẽ ghép đá ghép điếc các thứ vào đây. Mình sẽ kiếm một viên đá hoặc là một cái gì đấy mình sẽ, mà cũng không cần đá đâu. Mình coi như là mình sẽ coi như là mình đây này, nó mềm ra lắm rồi đây này. Đấy, mình sẽ là đục cái chỗ này đi. Đấy, và để mình muốn đấy, hôm nào ra mua cái đục là đục hết toàn bộ này, nó lõi hết cái chỗ này đi, xong nó còn chỉ có mỗi ở trên lá này thôi. Gọi là người Việt Nam đấy, đây là cái cây dâu là tượng trưng cho người Việt Nam các bạn. Mình cảm thấy rằng có nghĩa là người Việt Nam là những anh bộ đội cụ Hồ là tàn nhưng không phế các bạn ạ. Đấy, tàn nhưng không phế nha, nên là cây dâu là cũng thế, chơi cây là sức mãnh liệt của nó. Đấy, thế nên là nhiều lúc là mình rất thích các cái cây dâu sưu tầm này. Vừa có quả ăn rồi là anh em mình làm bình rực rỡ đúng không? Và chuẩn bị cuối cùng sang siêu phẩm của siêu phẩm dâu. Vâng. Và siêu phẩm dâu đây các anh em. Cái cây này mới siêu phẩm, cây này gọi là cụ dâu ấy nhỉ? Đấy, đây là cụ dâu rồi. Cái cây này gọi là cụ dâu ạ. Cái này thì quả nó chín rồi. Các bạn ạ. Còn cây sim đi nữa các bạn ơi. Cái sim này thì là mình đi đánh ở đây, mình đánh lên này các bạn này. Nó lụa hết rồi, bây giờ nó chỉ có từng ngày thôi. Đang giới thiệu về cụ dâu, muốn phỏng vấn tí cái cây dâu này là tuổi thọ là bao nhiêu lâu rồi ông chủ? Mình cũng khoảng độ biết rằng chỉ nó được khoảng độ 100 năm thôi, hoặc hơn tí, 100 năm trên dưới 100 năm. Cây này độ 100 năm các bạn ạ, có nghĩa là mình nghe được thằng cu em mình nó kể là cái bà mà ở cái nhà này ấy, là bà trồng cái dâu đấy mà bà đến bây giờ là bà chết rồi, mà lúc chết là bà phải 80 mấy rồi. Đấy. Thì bà còn chết lâu rồi. Bây giờ còn ông sống thôi. Yeah. Còn ông thôi là ông cho. Thế thì khoảng gần 100 năm. Yeah. Ừ, đấy. Gần 100 năm. Trên dưới 100 năm, lúc bà ấy đẻ ra đã có rồi. À đấy. Thế thì khả năng còn hơn. Mà cái thời đấy là còn có pháp cơ mà. Ừ. Thế đây là gốc dâu này là độc. Rị này. Đấy. Dâu rất là già luôn. Đấy. Này, quả anh em xem này. Đấy. Anh em xem đi. Đấy. Quả gọi là nhiều vô lối luôn. Đấy. Thôi thì hôm nay thứ nhất là mình xin lỗi anh em là quay sang một số cây đấy là coi như là quay lên để mình mới vào hội, cái hội coi như là cái hội cây bonsai mini nhá. Đấy thì là bonsai mini thì là mình chủ yếu là mình giới thiệu về các cái cây bonsai này là mini này của mình thôi này. Đấy nhờ mình đá sang một tí một số cây to. Đây cũng vừa thuộc, kia là cũng thuộc là mini rồi, đúng không? Mini vừa, mini thấp nhưng mà đây là cây mini của mình. Đấy nhỏ nhỏ này, đấy thì lại là cây dâu này mình đã ghép lũa như này. Đấy, làm cái gì nó phải có nghệ thuật, có con mắt các bạn. Đây đây này, quá hợp đúng không? Nó vỡ chỗ này xong mình kiếm được cái gỗ lũa này mình ghép vào đây nó thành coi như là thành cái thân thế của nó nữa. Đấy, cây dâu là như thế. Đúng không? Đấy, và cây này nữa, đấy là các bạn xem qua lại chỉ cây này nhá. Đấy để quay cho mọi người xem. Đấy anh em xem thế nào. Ok chưa? Đó. Đó. Đấy. Và cây sung cây anh cho mọi người xem cây sim mini này. Đấy, gốc nó như này cơ mà anh. Đấy đặt trên này mà cây sim nó gốc nó như thế này rồi bạn ạ. Đấy nên là mình phải cho ra đây xong để cho nó đẹp nó thành mini. Đấy. Mà toàn bộ những cây này là do ông Văn Hóa Việt ông tự đánh. Do mình đánh nhá. Tự mình đánh tự sưu tập. Mình đi đánh tự sưu tập chứ mình không mua. Chỉ có một số cây sang mình mua đấy. À cây này hôm nay mình mới làm đấy các bạn ơi. Đây, thứ nhất là cái cây này là cái gỗ này là của một cái cây mình đi đánh ở trên đồi nó chết rồi xong mình sẽ cắt cái này ra. Hợp lý. Xong mình ép vào đây để cho nó hợp lý. Và cái rễ này nữa mình ốp nó vào đây. Thì là bạn xem cái cây mini nhỏ này của mình. Đấy, cả buổi chiều là coi như là làm cái cây này đấy. Đấy các bạn ạ. Đấy. Cái cây này sẽ linh sam này mấy nữa nó ra hoa thì các bạn biết rồi đúng không? Ừ. Mà cây này là của mình nó cũng cực kỳ già rồi các bạn ạ. Mình thì không biết nhưng mà biết về cây mấy. Thế nhưng mà riêng cái cây này người ta đã bảo là cây này rất là già rồi. Nó mới được thế này. Còn có nhiều cây già hơn cơ nhưng mà mình không biết, nhưng mà cây này là cây thật các bạn.
Bởi vì rễ rễ nó như này, còn cây già mà người ta gốc nó to như này là nhiều lúc mà mình thấy là người ta cắt tỉa hay là người ta trồng kiểu gì, nhưng trồng mà nó công nghiệp. Công nghiệp thôi. Nhưng mà cây này là cây này nó cây non, người ta mọc lên là coi như là từ hạt hay yếc gì mình không biết. Nhưng mà cây này là già toàn bộ bộ rễ của nó như này các bạn ạ. Đấy, mình chỉ biết vậy thôi chứ còn đâu là mình cũng không biết gì về, nên là có cái điều gì sai thì anh em mong bỏ qua nhé. Đấy. Thôi thì anh em chim cò ạ, nếu anh em cây cảnh ạ, nếu như mà anh em nào là muốn chơi cả chim cò này cả ấy thì là hãy giao lưu với mình. Thứ nhất là mình giới thiệu với các bạn, đây là có nhà mình có rất là nhiều chim luôn. Đấy, anh em chơi cây chơi chim là hay liên quan đến nhau đúng không? Đấy, đây anh em ra đây xem quay mấy con, đây là một con mộc nhất của mình đây. Có cả con mồi, ở kia mình nhảy với anh ra quay cho tí con mồi. Con này nó vừa quách rồi, anh em vừa nghe nó quách rồi. Đấy, vừa quay clip vừa quách, có cả chim khuyên nhá. Đấy, thì đặc biệt là nhà mình bán cả lồng bẫy nữa. Có cả dế đấy nhá, anh em nhá. Đấy, dế đây, đấy, dế mình nuôi để mình kinh doanh nhá. Đấy. Đấy, đây là anh xem cả có mấy con này. Đấy, kia kìa, chim nó đang quách ở đằng kia kìa. Nữa. Đấy. Chủ đạo vẫn cho màu. Ừ. Xong rồi cả lan nữa, bạn ơi, lan đây này, lan của mình đây này. Đấy, đang ra hoa nha các bạn nhé. Đây nụ đây. Ừ. Đấy, sắp ra hoa, mai sáng mai là nó sẽ nở rất là đẹp rồi các bạn. Đấy. Thú vui tao nhã. Thú vui tao nhã của anh em mình là như thế. Thôi thì bây giờ trời nó cũng mưa rồi. Mình cũng chuẩn bị cất dọn đồ đạc các thứ đi để cho nó mình cho nó mưa, cho nó ẩm cây. Thôi thì mình xin kết thúc clip ở đây, là mong đến chào toàn thể tất cả anh em chơi cây bonsai mini trong cả nước. Chúc sức khỏe và để phòng chống dịch corona, anh em đi đâu là bịt khẩu trang vào nhé. Đấy, và nhớ là chia sẻ giúp mình cái video này cho mọi người xem để cùng kết nối đam mê. Ok, thôi xin chào các bạn.